các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cô già các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Và cũng đừng quên để lại bình luận cho mình nha, tại vì mình thấy nó cũng vui, với một phần là nó là phản hồi của các bạn, mình mới biết được là đúng hay sai. Thì mình có một kênh tarot thứ hai nữa, đó là Tarot Bánh Quy. Thì ở kênh này mình làm chủ yếu về self love, chữa lành, phát triển bản thân cũng như dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn ở khu vườn nhỏ của Andy là tình yêu muôn năm ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề, đó là điều chưa nói từ một người ai đó. Cái chủ đề này vậy thôi, điều chưa nói từ một ai đó. Thì người này có thể là người yêu, có thể là crush, có thể là tình cũ, có thể là ba mẹ, có anh chị, nói chung người thân, nói chung bất kể đối tượng nào cũng được. Thì cứ lắng nghe thông điệp trước rồi hãy nghĩ người đến, người đó là ai, chứ đừng có cố gắng tìm ra họ là ai. Đôi khi thông điệp nó chỉ đến khi nó tự nhiên nó đến. Tại vì mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3, thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Xin chào các bạn chọn tụ 1. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi là điều chưa nói từ một ai đó. Chúng ta có The Fool, chúng ta có Knife Cup, chúng ta có Five One. Điều chưa nói từ một ai đó. Điều này là điều gì? Đây, ba lá này nhét lên trên đây đủ luôn. Đối với mình á, thì đầu tiên cái điều mà chưa nói từ người này, đó là tôi sẽ ra đi. Và cái ra đi này đôi khi nó sẽ không trở lại nữa. Bạn hiểu theo nghĩa đen nha, ô lộn, nghĩa theo nghĩa bóng nha. Tức nghĩa là cái ra đi này không phải là kết thúc cuộc sống, hay là kiểu giống như là họ làm một cái gì đó theo kiểu giống như là một cái sự, giống như ví dụ như mình với bạn là bạn của nhau. À không, cái câu mà gì mất có không giữ mất đừng tìm, nó giống giống như cái kiểu tinh thần của cái đó. Tại vì mình thấy á, bài lên ở đây là cái người này họ nghĩ rằng đó là khi họ đến với bạn, khi mà họ ở cạnh bạn có vẻ như bạn không có trân trọng, trân quý, hoặc là đại loại là bạn không có đánh giá cao cái tình cảm của họ dành cho bạn. Nhưng mà có vẻ bạn chỉ xem họ giống như là một cái người đồng hành, một cái người bạn, hoặc đại loại là một cái người đặc biệt hơn một cái người bình thường. Mình thấy người này họ chắc trầm tầm trạc tuổi các bạn, hoặc là xem xém thôi, không thể lớn hơn được đâu. Bạn có thể có khả năng lớn hơn chứ họ thì không. Người này có thể là crush của các bạn, có thể là người có tình cảm với các bạn, hoặc là một người bạn của các bạn. Cái năng lượng của người này thì mình thấy họ khá là, nó không được tích cực cho lắm. Mình cảm giác cái cảm xúc của người này nó bị tù, nó giống như mình hay ví dụ là cái ao tù của bạn, tại vì họ có lá kỵ sĩ cốc ở đây nữa. Cái tinh thần của bạn thì khá là thoáng và mình thấy nó tương đối gọi là rõ ràng. Còn cái người này thì mình cảm giác có sự u uất ở trong đó khá nhiều. Họ cảm thấy bạn không hiểu họ, bạn cũng không quan tâm đến họ, bạn cũng không mặc định họ là gì trong cuộc đời của bạn. Bạn cũng không, họ cho rằng nha, chứ không phải là bạn là người như thế. Họ cho rằng bạn đôi khi chỉ quan tâm đến các bạn muốn, còn những cái mà họ muốn thì có vẻ nó là cái gì đó, chứ không phải là cái thứ mà bạn bao giờ bạn nghĩ tới. Trong cái suy nghĩ của người này á, bạn là một cái người đôi khi hơi vô tâm. Bạn đôi khi là một người vì một lý do nào đó họ cảm thấy bạn khá là xa rời. Bạn thấy không, hai cái lá bài này như là hai người đi hai đường. Kế bên là năm gậy là sự khác nhau, là mâu thuẫn, là sự tranh đấu, là những cái gì nó liên quan đến gọi là góc nhìn khác nhau. Làm sao để thống nhất, 6 gậy mới thống nhất, còn 5 gậy là đấu tranh, là mâu thuẫn. Thì họ thật ra bản thân của người này á, họ cũng bị mâu thuẫn. Bản chất của kỵ sĩ cốc cũng là một người khá là, tính tình cũng khá là thất thường, lúc nắng lúc mưa, lúc này lúc khác. Đôi khi họ nói họ đi chứ nhiều khi họ cũng sẽ quay về. Còn đôi khi họ nói họ ở nhưng mà họ sẽ đi. Năm gậy bản chất người này họ cũng là một người bị mâu thuẫn. Và trong cái mối quan hệ này thật ra mình nghĩ là cái việc mà nấn ná nè, cái việc mà dày vò nhau hoặc là đại loại là nó có cái gì đó kiểu giống như là lưỡng lự, nó đã kéo dài một thời gian rồi. Mình nghĩ người này là một người bạn cũ, mình nghĩ không phải là người lạ đâu. Tại vì ở một góc độ nào đó mình thấy hai bạn hiểu nhau hoặc là biết tính cách của nhau, nên thật ra cũng không có mặc định là giận hờn, trách móc gì nhiều. Mình chỉ cảm giác giống như là
giận lẫy, hoặc là một cái kiểu giống như là nếu tôi đi bạn có nhớ, kiểu giống vậy. Trong cái lá năm gậy này mình còn thấy cái mối quan hệ này nó có cái gì đó thị phi, nó có cái gì đó nó không được suôn sẻ lắm, nó có cái gì đó không thoải mái lắm. Bạn với người có thể chơi chung nhóm với nhau, từng là bạn của nhau, từng là tri kỷ, là người chia sẻ với nhau rất là nhiều, thậm chí đây chỉ là một mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng mà vì một cái sự hiểu lầm nào đó, vì một cái lời nói nào đó, vì một cái thời gian gián đoạn nào đó, hai bạn không có liên lạc thường, không có nói chuyện thường, không có thường xuyên tiếp xúc, hoặc là bị mất liên lạc, thì cái mối quan hệ này nó cũng từ từ nó nhạt dần và nó mất luôn. Mình thấy trong cái suy nghĩ của hai bạn nó không phải ngược nhau, nhưng mà ví dụ như mình với bạn luôn luôn mình luôn mặc định những cái người xem của mình là một cái người mình gọi là thân cận, nhưng mà mình cũng không biết bạn các bạn là ai, nhưng mà mình luôn mặc định là chúng ta có duyên với nhau, thì nó kiểu giống như vậy. Rồi ở phía dưới thì chúng ta có Page of Cup. Chúng ta có The Devil. Và chúng ta có Seven of Swords. Cái người thứ hai này, cái điều mà người này chưa nói với bạn đó là tôi có tình cảm với bạn nhưng mà tôi cũng không biết phải làm sao. Hai người này chắc là khác nhau, năng lượng của hai người này rất là khác nhau. Mối quan hệ của người này với bạn, người này chắc chắn là người, mình nghĩ nha, là người thích bạn á, hoặc là bạn cũng có tình cảm với họ, nhưng mà mối quan hệ giữa bạn với người này có vẻ như nó không tới được, và cũng không tới được rồi, nó đã ngưng lại rồi. Chúng ta có gọi là mình thấy ở đây á, mình thấy đây, mình nếu mà mình từng bạn coi một cái clip nào đó của mình mà có liên quan tới cái này, bạn sẽ hiểu là mình từng nói một cái câu đùa rất là vui, đó là cái con này nó nằm, nó gục bên đây, má này thấy đây, cầm đây có mũi tên nè, mình nói là mình nằm nó đi rồi tao lại lấy cây tao quến vô đầu mày cho mày tỉnh. Kiểu giống như là có cái người này với bạn gặp nhau, hoặc là có tình cảm với nhau, có cảm xúc với nhau, có một cái gì đó nó rất là bất thường, hoặc là đại loại giống như nó là một cái gì đó vụt qua, giống như là tự nhiên đi ngang qua, tiếp xúc qua, hoặc là đại loại là gặp nhau ở một cái quán cà phê, hoặc là tình cờ hữu ý mà bạn với người này gặp nhau thì lại có những cái cảm giác rất là đặc biệt dành cho nhau. Cái điều mà người này muốn nói với các bạn rằng đó là The Devil, giữa bạn với họ thật sự có một cái sự kết nối nào đó, có một cái chemistry nào đó, một cái kiểu giống như là một cái nấng nựng nào đó với nhau, chứ không phải không có. Và thật ra họ cũng nói một điều, đó là họ có tình cảm với bạn nhưng họ không đến được, bởi vì trong cái lá The Devil ở đây mình cảm giác nó là một cái trò chơi, một cái sự có một cái sự dèm pha nào đó ở đây, có một cái gì đó nó mang tính mỉa mai rất là nhiều, và họ cảm giác giống như đây là một cái gì đó, ví dụ như bạn gặp họ trong một cái tình thế mà không thể yêu được á, giống như ví dụ như là họ có người yêu rồi, hoặc bạn có người yêu rồi, hoặc là đôi khi nó chỉ là một cái gì đó kiểu giống như là thoáng qua thôi, hoặc là đôi khi nó chúng ta có thể có tình cảm với nhau nhưng nó không đủ nền tảng để phát triển, hoặc thậm chí là bạn với người này là gặp đúng người nhưng sai thời điểm, nó có thể liên quan đến vậy. Bởi vì The Devil mà đi chung với Seven of Swords tức nghĩa là lén lút không thật, hoặc là đại loại giống như là đi đường sau, đi cửa hậu, nó là những cái gì đó nó không có đường đường chính chính được, mà ở đây lại có Page of Cups, tức nghĩa là tình cảm này giống như bạn vô tình trở thành tiểu tam, hoặc là bạn là một cái người thứ ba đến sau, hoặc là bạn là một người có tình cảm nhưng mà bạn với họ có tình cảm nhưng người kia còn tình cảm với người cũ, hoặc là họ còn nấn ná với người cũ, hoặc là vì một cái lẽ nào đó, một cái lý do nào đó, một cái trường hợp nào đó mà tình cảm này khó lòng mà phơi bày ra ánh sáng được. Thành ra ở trong cái lá Seven of Swords đây, bạn thấy không, ở đây là sao nè, ở đây là mặt trời nè, hoặc là ở đây là mặt trời nè, ở đây là mặt trăng nè. Ở trong cái câu của nó ghi là one must have chaos in oneself to be able to give birth to the dancing star, là một người á thì đôi khi á, thì sẽ có những cái gọi là chaos, nghĩa là những cái trục trặc, những cái vấn đề, những cái sự chao đảo nào đó diễn ra, nhưng mà để có thể trở thành một cái vì sao chiếu sáng trên bầu trời, tức nghĩa là trước khi trở thành một ngôi sao tỏa sáng thì bạn đôi khi cần phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn. Và mình cảm giác cái câu này nó nói giống như là bản thân họ có những cái vấn đề, bản thân bạn cũng có những cái vấn đề, và để có thể trở thành một cái gì đó mà nó đơm hoa kết quả thì đôi khi cần thời gian nhiều hơn. Và mình nghĩ giống như là cái điều mà người này chưa có muốn nói với bạn, mình thấy nó giống như trong cái lá The Devil đây nè. A man should never be ashamed to own that he has been in the wrong, tức nghĩa là một người không nên cảm giác tội lỗi hoặc là cảm giác nhục nhã bởi vì những cái gì mà họ đã làm sai, hoặc là những hoặc là những cái gì mà họ đã nói. Cái điều mà khiến họ thông minh hoặc là trưởng thành hơn hoặc là khôn ngoan hơn ngày hôm nay
mới là cái điều quan trọng mà nó học được từ quá khứ, là cái câu ở đây mình dịch ra luôn á. Thì mình thấy một điều đó là cái người này họ nói giống như có thể trong quá khứ chúng ta có những cái sai, hoặc là mỗi người đều có những cái vấn đề riêng, hoặc là đôi khi chúng ta có những cái tình cảm đó có thể nó không đúng, nhưng mà bởi vì cái lựa chọn này có thể là nó sai với nhau, giống như là mình với bạn có tình cảm với nhau nhưng mà tự nhiên chúng ta chia tay, tự nhiên chúng ta im lặng, tự nhiên chúng ta cắt đứt. Thì cái tự nhiên im lặng đó đôi khi nó làm cho cả hai bên đều bị tổn thương, bởi vì chúng ta có tình cảm với nhau mà. Nhưng mà cái quyết định đó dù nó có hơi đau đó, nhưng mà nó đúng ở chỗ đó là một người khi mà chưa sẵn sàng để yêu, hoặc thậm chí họ còn tình cảm với một người nào đó khác, hoặc là đến đúng người nhưng sai thời điểm, tức nghĩa là thời điểm nó không thể, thì cái lựa chọn không tiến tới với nhau đôi khi nó lại là một cái quyết định đúng. Và cái quyết định đúng đó nó sẽ giúp giữ cho cái mối quan hệ còn tồn tại, hoặc là thậm chí là ít nhất chúng ta còn có thể nhìn nhau dưới một góc độ nào đó khác. Chứ đôi khi cái việc mà giống như không lẽ giờ mình đập chậu cướp bông, không lẽ mình bay vô mình giành thì nó lại sai, hoặc là nó lại sai. Với thêm một phần nữa là trong cái trải bài này á, mình cảm giác là cái năng lượng của cái người phía dưới này nó đã kết thúc rồi. Mình cảm giác ở đây nó khá là rạch rồi, là bên đây là một thế giới và bên kia là một thế giới. Mình không có cảm thấy cái sự kết nối giữa bạn với người này nữa. Cái người phía trên thì mình còn cảm giác đôi khi nó còn hơi lấn cấn, nó còn hơi mình cảm giác nó sẽ còn hơi xáo trộn một thời gian nữa. Với cái năng lượng mà mình cảm giác giống như là hai người này đều là hai người thuộc về quá khứ hoặc là thuộc về hiện tại hết, chứ nó không phải là đến từ những người tương lai, mình cảm giác vậy. Và cái điều mà hai người này chưa nói với các bạn á, thật ra mình nghĩ đó là cái người phía dưới nó mang cái tinh thần chưa nói nhiều hơn, còn cái người phía trên thì mình cảm giác đó là cái điều mà họ muốn nói với các bạn, cái điều mà họ chất chứa hoặc là bạn cũng đã thừa biết ngay từ đầu rồi. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tuần 1. Xin chào các bạn chọn tuần số 2, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn nha. Thì để coi lại điều chưa nói của một người, của người nào đó. Chúng ta có 8 gậy, Ace of One, Two of Pentacles và Four of One, bài đi lùi. Từ 8 gậy mà còn có 4 gậy là mất hết 4 gậy, mất hết một nửa. Đối với mình á, cái tụ số 2 này á, cái điều chưa nói của cái người này với bạn đó là có cái gì đó nó cho mình cái cảm giác của việc là sự gắn kết, một cái gì đó mà nó hơi ngộ nha. Ví dụ nha, mình chơi chung với bạn, cái tình cảm của mình dành cho bạn nó trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà kiểu giống như là mình cũng không xác định được cái tình cảm này là gì, nhưng mà mình đã thổ lộ với bạn rằng là mình có tình cảm với bạn, nhưng bạn lại là người quyết định chọn chúng ta chỉ là bạn hoặc là chúng ta chỉ là cái gì đó thôi. Mình thấy là người này tấn công bạn, người này thích bạn, người này để ý bạn, người này tiếp xúc bạn, người này muốn bạn. Hoặc nha, nếu trong trường hợp người này không phải là người yêu, là crush, thì người này là một người thuộc về gia đình. Người này muốn thay đổi bạn theo cách là 8 gậy, tức nghĩa là họ nói rất nhiều, họ làm rất nhiều, họ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà bạn có khuynh hướng không thay đổi. Điều mà người này muốn nói hoặc là muốn gửi đến với các bạn chọn tụ số 2 đó là có bao giờ bạn cân nhắc cái điều mà mình nói, hoặc là có bao giờ bạn nghĩ về cái điều mà mình làm. Tại vì mình thấy ở đây cái điều mà họ muốn là 4 gậy, tức nghĩa là họ muốn đi cùng bạn, họ muốn bạn tốt hơn, họ muốn bạn thay đổi, họ muốn bạn một lần nào đó nhìn về họ dưới một cái góc nhìn khác. Hoặc là có bao giờ bạn cân nhắc về người này chưa? Mình thấy họ có khá nhiều tâm tư tình cảm và họ cảm giác tức, họ cảm giác kiểu giống như là tại sao? Họ có rất là nhiều câu hỏi tại sao, và mình cảm giác giống như là tại sao lại như vậy? Tại sao tao đã làm quá nhiều thứ 8 gậy, tức nghĩa là làm liên tục, làm không ngơi nghỉ, giống như là ném đá là ném khí thế luôn, kiểu giống vậy. Mà kiểu giống như bạn là né, giống như là có người là khinh công vậy đó. Và người này họ cảm giác tại sao tao tức quá, tao chọi nó một chục cục đá mà không có cục nào dính hết trơn á, kiểu giống vậy. Và mình cảm giác người này họ luôn suy nghĩ là cái điều mà họ làm cho bạn, cái điều mà họ hướng tới bạn đó là sự chân thật đó, đó là cái tình cảm của họ đó, đó là cái điều mà họ nhắn gửi đó. Nhưng mà tại sao bạn lúc nào bạn cũng nhìn có một hướng, mà cái hướng người ta chọi qua nè, chọi qua giày, còn bạn kiểu như là không, tao không quan tâm, tao quan tâm tới bên đây nè,
tao thích thằng bên đây chứ tao không có thích mày, kiểu giống vậy. Còn nếu mà giống như là đây không phải là tình cảm á, thì mình vẫn nói là cái người này là cái người mình thấy hơi hơi nóng tính, hoặc là họ có vai vế lớn hơn bạn, họ nói với các bạn là bạn bị lì, bạn bị cứng đầu quá, bạn đang cố chấp quá, cái điều bạn làm nó đúng ở góc nhìn của bạn là đúng, nhưng đứng ở góc nhìn của người kia thì không, bạn đang cố chấp, và hoặc là bạn đang thật sự không rõ cái đường hướng mà bạn đi. Tại sao bạn không dựa vào cái người này, tại sao bạn không dựa vào sự trợ giúp của người này? Hoặc là họ nói là nếu lúc nào mệt mỏi quá thì bạn vẫn còn có chỗ dựa, bạn vẫn còn có đường lui, bạn vẫn còn có đường về. Trong một số trường hợp, nếu đây là gia đình của các bạn, đây là công việc của các bạn, thì nếu là gia đình thì họ nói là bạn vẫn còn có chỗ dựa, bạn vẫn còn có gia đình, bạn vẫn còn có người thân, còn có bạn bè, bạn không bao giờ một mình, bạn không bao giờ cô độc, và bạn cũng không bao giờ phải đối mặt mọi thứ một mình hết. Còn đối với công việc thì mình cảm giác giống như là bạn đang thiếu sự cân nhắc, bạn đang thiếu sự chỉnh chu, bạn đang thiếu một cái tính gọi là ý chí phấn đấu, bạn bị nhanh ẩu và đoản. Thì bây giờ mình sẽ lên tới tụ bài kế, ô lô, mình sẽ coi ba lá tiếp ha. Chúng ta có Nine Pentacle, The Lover, và Nine Cup. Tụ này có vẻ vui, ở dưới chắc chắn là người yêu đó, nhưng mà không biết tình này là tình nào thôi, không biết là crush, không biết là ex lover, hay là một cái người nào đó đang crush các bạn ha. Nhưng mà theo bài lên thì tinh thần người này có thể là tự nhiên mệt quá. Tự nhiên bị mệt. Cái người này á, họ điều mà họ chưa nói với các bạn đó là I can see, I can feel. Tôi có thể cảm nhận bạn, tôi có thể thấy được bạn. I can understand, tôi có thể hiểu được bạn. Tức nghĩa là người này họ cố vờ như không hiểu được bạn thích họ, hoặc là họ cố giả vờ như họ không quan tâm tới bạn, chứ thật ra họ thấy hết. Tại vì mình thấy kỵ sĩ tiền đây nè, cúi xuống đánh đàn. Còn cái người này rất là đắm chìm. Cái ông nào vậy này, ông này ông biết á, ông kỵ sĩ tiền là ông biết á, ông kỵ sĩ tiền là người rất là thông minh, rất là cái kiểu giống như mấy đứa cung đất các bạn, mấy đứa cung kia giống như kiểu như kim ngu nè, ma kết nè, sử nữ nè, mấy đứa mà kiểu giống như lầm lì lì á, mà nhìn nó vậy đó, kiểu nó ngu ngu, nó nguy hiểm như chứ nó biết hết á. Kiểu giống như là nó luôn luôn nó giả vờ như không biết, nhưng mà thật ra trong bụng nó đi hết rồi. Và người này cố tình thể hiện nó như vậy để làm chi? Tại vì mình thấy là cái điều mà người này chưa nói với bạn á, đó là họ biết cái điều mà bạn làm cho họ, nhưng mà họ cần thời gian để suy nghĩ là một. Thứ hai là họ, thật ra là một là đôi khi họ đang cần thời gian suy nghĩ nếu mà họ còn quan tâm tới bạn. Còn cái thứ hai đó là họ cần thời, họ đang tập trung vô cuộc sống của họ. Giống như là bao giờ tôi trở thành một người violinist, là một cái người chơi violon nổi tiếng, thì tôi mới quay về tôi yêu cô. Tức nghĩa là người này có thể trong hiện đại có hai khả năng, hoặc là họ cân nhắc về tình cảm của bạn nhưng chưa có câu trả lời rõ ràng cuối cùng, hay là họ thật sự không quan tâm tới tình cảm của bạn, họ quan tâm tới sự nghiệp, đến công danh, đến những cái gọi là cuộc sống, cuộc đời của họ nhiều hơn. Lover ở chính giữa nó đại diện cho cái gì? Lover là sự dung hợp, là sự khác biệt, là sự chấp nhận một cái gì đó khác với mình. Thật ra không phải lover cứ thấy lover là nói là người yêu của nhau, không có, bạn với họ chỉ có duyên với nhau thôi. Và quan trọng là cả hai có cảm thấy kết nối được với người còn lại hay không, là một, có chấp nhận được cái phần khác biệt kia hay không. Kỵ sĩ cốc là thuộc là kỵ sĩ của nhóm nước, kỵ sĩ tiền là kỵ sĩ của đất, thì đất với nước thường không có đi chung với nhau, mặc dù nó cũng hay dính với nhau, bởi vì đất là thiếu sự linh hoạt mềm mỏng của nước, và nước thì thiếu sự chắc chắn và vững bền của đất. Nhưng mà hai cái lá kỵ sĩ mà đi chung với nhau thì nó sẽ giống như một đống sình vậy đó, bởi vì hai đứa này đều chưa có đạt cái độ chín mùi hết. Là một, thứ hai nữa là nước nhiều quá thì nó sẽ làm cho đất cảm giác rất là mệt. Giống như nếu tình cảm của bạn nhiều quá thì nó sẽ làm cho hàng kỵ sĩ đất này cảm giác bị ngợp, bởi vì giống như nó nói là mày ok, tao biết mày yêu tao, nhưng mà thiệt sự là tình cảm của tao nó chưa đủ, nó chưa có, thì làm sao tao yêu được mày. Tại vì kỵ sĩ đất là người rất là lý trí. Còn nếu mà nước mà nó bao la bát ngát, nó dìm luôn hàng kỵ sĩ đất này á, thì nó sẽ làm cho đứa này bị over, sẽ cảm giác giống như là mày mẹ tao luôn chứ không phải là mày là người yêu tao, kiểu giống vậy.
Và cái người này á, cái kỵ sĩ tiền là họ yêu dựa trên cái lý trí của họ, tức nghĩa là ok, tao thích là người yêu tao phải vậy 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 vậy, và tao chỉ yêu nó bởi vì tao thích nó thôi, chứ tao không có quan tâm tới chuyện là khác. Còn mày ok, mày có thể tốt, mày có thể yêu tao, mày có thể quan tâm tao, mày có thể là A B C D E Z, nhưng mà thật sự tao lại không có thích. Tao chỉ thích là chấm phẩy chấm hỏi, người là gì sắc quyền hỏi ngã nặng, tức nghĩa là những cái thứ dấu mà. Còn mày là chữ bảng chữ cái, tao đâu thích bảng chữ cái, tao thích mấy đứa dấu á, kiểu giống vậy. Họ có những cái điều kiện và có những cái tiêu chí riêng. Còn trong cái mối quan hệ, còn cái điều mà người này còn chưa chưa nói với bạn nữa đó là thực sự là có thể họ hiểu nè. Cái câu này mình thấy là đúng nè. The heart has reason that reason cannot know, có nghĩa là cái trái tim nó có cái lý do của nó, mà cái lý do này là cái lý do mà không thể nào biết được. Tức nghĩa là cái câu này mình nói thì kiểu nào cũng được, đó là họ không yêu bạn là có lý do, và cái lý do đó là lý do của họ và bạn cũng không bao giờ hiểu được. Và đó là lý do vì sao mà người này không thèm nói với bạn, hoặc là họ không nói với bạn, bởi vì họ nói là nó có nói với bạn đi chăng nữa thì bạn cũng không hiểu. Và thiệt ra để nói với một đứa kỵ sĩ cốc mà để cho nó hiểu thì ra cũng không hiểu được, tại vì kỵ sĩ cốc nó là nó tin vô trực giác của nó tin vô cái điều nó muốn, nó tin vô cái điều nó cảm thấy, và nó làm theo cái điều nó thích thôi, chứ nó không bao giờ nó quan tâm tới lý do lý tráo gì trơn á. Tao thích mày, tao mê mày, tao yêu mày là bởi vì tao mê muội vậy thôi. Thành mà đứa này là đứa rất là lý trí, nó lý trí ở chỗ đó là không thích là không thích, mày có quỳ lại mày có chết tao tao cũng không thích, tại vì đơn giản đối với nó là không thích là không thích. Còn nếu đây á, là một cái người mà có liên quan gì đó đến công việc, liên quan đến cuộc sống của các bạn á, thì có thể người này cái điều mà họ chưa nói với bạn á, đó là mình thấy có một vài bạn cái này nó liên quan đến chuyện là người này là người thích bạn, nhưng bạn đã có người yêu rồi, hoặc là bạn đã có một cái đối tượng rồi, hoặc là bạn có một cái sự kết nối nào đó khác rồi, thì họ lại cảm giác một lần nữa họ bị left out, tức nghĩa là họ bị ra rìa, họ bị cho ra rìa, hoặc là họ cảm giác tình cảm của họ không chen vào được. Người này có thể là đồng môn, à không, bậy bạ, tự nhiên đồng môn, có thể là giống như kiếm hiệp và đồng môn, có thể là bạn học chung, có thể là bạn chơi chung, hoặc là có thể người này là một người tình cũ, người mà bạn đã chia tay rồi, họ còn rất 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 là yêu bạn, rất là quan tâm tới bạn, nhưng họ nghĩ rằng cái tình duyên đó, cái tình cảm đó sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại được. Người này thuộc cung đất, ma kết sử nữ bậu, ma kết sử nữ kim ngưu, người này thuộc cung đất. Họ rất thương bạn nhưng họ để trong lòng, và dù bạn có hiểu lầm, hiểu đúng, hiểu sai, hiểu trật, hiểu gì đi chăng nữa thì họ cũng không quan tâm tới việc đó luôn. Đối với họ chuyện đó nó là xong rồi, nó kết thúc rồi. Họ ước gì có thể quay trở lại cái thời gian đó, nhưng họ thừa biết rằng không thể quay lại thời gian đó. Họ cũng thừa biết rằng cái câu chuyện này không thể thay đổi, nhưng mà họ 1% nào đó, 1% nào đó trong chính trong 99% đó còn lại, họ tin rằng, họ nghĩ rằng, họ mong rằng, họ ước rằng bạn có thể hiểu được là cái điều mà họ hành xử như vậy, cái quá khứ đó, cái chuyện tình cảm đó, họ có mong là nó có thay đổi chứ không phải là không. Đó là cái thông điệp dành cho những bạn chọn tuổi số 2. Hello mấy bạn chọn tuổi số 3, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi điều chưa nói từ một ai đó. Strength lớp vợ, ê tụi 2 với tụi 3 có lớp vợ nè. 3 cốc, 3 of cup, 3 of cup. Tụ này điều chưa nói. Điều chưa nói với bạn không? Không lẽ là chúng ta có duyên với nhau, chúng ta yêu nhau, thế tình cảm đó là gì? Mình cảm giác đây là một cái câu hỏi nhưng mà có cái gì đó nó hơi cắt cớ nha, kiểu giống như là như vậy. Cái tình cảm đó, cái mối quan hệ đó, cái sự yêu thương đùm bọc che chở quan tâm đó, cuối cùng nó là thật hay nó chỉ là một trò đùa? Nó là tình yêu hay nó chỉ là tình bạn? Nó là sự thu hút nhau, đó là tình cảm trai gái hay đó chỉ là một cuộc vui bên lề? Có rất là nhiều tình huống, nhưng đại loại nó đi chỉ đi chung một điều thôi, là tình cảm của tôi dành cho bạn
khác với tình cảm của bạn dành cho tôi. Tình cảm của tôi dành cho bạn là tình yêu xuất phát từ trái tim, là chân thành, là chân tình, là chân ái. Còn tình yêu của bạn xuất phát cho tôi đó là tình cảm đáp lại. Đó là một cái tình cảm vui đùa, bỡn cợt, hoặc là một cái tình cảm cho qua, chứ không phải là tình yêu. Thà nó là cái lớp vờ nằm bên đây, cái ba cốc nằm ở chính giữa, thì cả bạn và họ đều có sự tương đồng, nhưng mà đến với nhau bởi vì vui, bởi vì sự thoáng qua, bởi vì sự thu hút. Còn cái này á, là strength ở lớp vờ với ba cốc thì thực sự nó khác. Nó khác ở chỗ đó là một người quá nghiêm túc. Một người, cái người này nè nha, họ cho rằng cái tình cảm của họ dành cho bạn đó là I give you all of my heart luôn á, tức là tôi cho bạn, tôi dành cho bạn tất cả những cái phần trong trái tim của tôi luôn. Tôi I give you all, tức nghĩa là tôi cho bạn tất cả. Những cái thứ bạn cho tôi nó chỉ là những cái thứ thoáng qua thôi. Thật ra người này không có cắt cớ bạn theo cái kiểu đó là tôi tiếc tình cảm của tôi, hay là tôi cảm giác bạn không xứng đáng. Mà cái người này họ cảm giác đó là tại sao là tôi là một người tốt như thế này nè, tôi yêu bạn như thế này nè, tôi quan tâm bạn như thế này nè, mà bạn lại không có đón nhận tôi, vì lý do gì, vì điều gì. Hoặc là đại loại giống như là tình cảm của chúng ta suy cho cùng nó là gì. Tại vì mình cảm giác là trong cái suy nghĩ của người này á, nó có một cái sự trưởng thành nào đó ở trong đây chứ không phải không. Nhưng mà kiểu giống như là họ cố gắng tìm ra một cái lý do nào đó để thuyết phục bản thân mình rằng là đây không phải là ba cốc. Họ muốn nó là lớp vờ hoặc là strength, nhưng mà lớp cuộc nó chỉ ra được tới ba cốc, tức nghĩa là sau mọi thứ, những thứ gì tôi đã làm cho bạn, những thứ gì anh đã làm cho em, những thứ gì em đã làm cho anh, tại sao nó lại là chỉ là như thế này thôi. Nó không phải khác đi. Chúng ta vẫn quen nhau, chúng ta vẫn đi chung với nhau, chúng ta vẫn quan tâm nhau, chúng ta vẫn nhắn tin với nhau, chúng ta vẫn là bạn của nhau, chứ chúng ta không phải là người yêu của nhau. Hoặc nếu đây đã là người yêu rồi, đây đã là kết nối rồi, đây đã là những cái mối quan hệ xác định rồi, thì tại sao còn một chút xíu nữa thôi mà không thành. Kiểu giống vậy. Thật sự mình cảm giác rất là nhiều câu hỏi tại sao trong này. Page of Pentacle, The Magician và Two of Wands. Điều mà người này chưa nói với bạn ha. Đối với ba lá ở dưới đây mà hỏi là điều mà người này chưa nói với bạn, đó là một chữ tiếc. Tôi tiếc rằng tôi ước gì tôi đã có thể trao được cái bông hoa này cho ông, nhưng mà lúc này ông đã quan tâm tới một cái người khác rồi, chứ ông không quan tâm đến tôi. Ông hay gậy, ông là người bắt cá hai tay, hoặc là ông đã có sự lựa chọn nhưng ông đã không chọn tôi. Cái kiểu này nó giống vậy đó. Nói chung cái tụ ba này nó mang một cái gì đó ở trong đây theo kiểu giống như là có một cái sự lưỡng lự, có một cái sự nấn ná, có một cái gì đó mà kiểu I wish I could, tức nghĩa là tôi mẫu câu ước loại hai á, tôi ước một cái điều không có thật trong hiện tại á. Nhiều khi mình nhiễm tiếng Anh hơi bị nhiều, kiểu giống như cấu trúc ngữ pháp wish loại 2. Nhưng mà nó đại loại nó là vậy, tức nghĩa là sự thật á, bạn với họ chỉ là hai gậy, là hai đường thẳng song song với nhau, chưa có cơ hội để va vào nhau. Nhưng mà đứng ở bên đây lề, nhìn qua bên đây lề, và đứng ở bên kia lề, nhìn qua bên đây lề, chúng ta cứ nghĩ chúng ta hướng về nhau, nhưng mà thiệt ra ở chính giữa có má này chen vô rồi. Điều mà người này muốn nói với bạn á, điều mà người này chưa có dịp nói với bạn, điều chưa nói. Người này nói đó là tôi vẫn đợi bạn, trong thâm tâm tôi vẫn luôn luôn có một chỗ cho bạn, trong chiếc xe của ông này luôn luôn có một chỗ. Nhưng nha, nếu bạn không lên xe thì ok, nếu có người khác lên xe tôi sẽ đi. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là bạn luôn luôn có một cái vé khứ hồi trong tim người này. Nhưng mà nếu mà bạn không biết trân trọng cái cơ hội đó, bạn không biết trân trọng cái vé khứ hồi đó, thì đến một khi nào đó có ai đó bước lên cổ xe này rồi thì bạn sẽ không bao giờ có cái cơ hội đó nữa. Thì thật ra thì đúng rồi, tại vì nó đã lên xe rồi, nó sẽ chở người ta đi.
Nhưng mà thật ra người này họ cũng nghĩ rằng là có khi bạn cũng chả bao giờ quan tâm tới chuyện là có cái vé khứ hồi đó là một. Thứ hai là bạn cũng có thể không nghĩ rằng họ cho bạn cái vé khứ hồi. Cái thứ ba nữa là đôi khi bạn cũng không có biết luôn là người này có thích bạn luôn. Họ nhiều khi họ người này họ nghĩ rằng giống như là bạn không có quan tâm đến họ. Họ nghĩ rằng giống như là bạn chỉ xem họ là một người bên lề, hoặc là đôi khi bạn còn chả để tâm tới họ. Bạn với người này có thể là làm chung công ty nè, chung học chung trường, chơi chung nhóm, sinh hoạt chung câu lạc bộ. Mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung với nhau lắm. Người này là một người mình nghĩ cũng khá là giỏi, hoặc ít nhất là một người khá là nghiêm túc. Còn bạn là một người cũng khá là nghiêm túc, khá là trưởng thành chín chắn so với tuổi của bạn. Bạn trẻ hơn người này. Người này lớn tuổi hơn bạn, thành công hơn bạn, hoặc ít nhất là họ có một cái vị trí xã hội khác với bạn. Bạn với họ là hai người hai thế giới khác nhau. Điều mà người này chưa nói, đôi khi nó mình cảm giác người này là một người thích làm qua hành động, thích thể hiện qua hành động hơn là lời nói. Bạn là một người mình cảm giác kín tiếng lắm, mình cảm giác bạn không có lộ ra ngoài nhiều, bạn là một người khó hiểu. Người này họ hiểu được bạn nhưng mà họ không tin rằng họ hiểu đúng bạn. Còn bạn thì mình cảm giác là một người khá là lấp lửng với người này. Nếu một số trong một số trường hợp nha, nếu mà bạn có vấn đề gì đó với ba mẹ, có nếu cái này liên quan đến chuyện tình cảm gia đình nha, thì mình cảm giác bạn đang bị xa tách hoặc là bị tách rời khỏi gia đình của các bạn, đặc biệt là liên quan đến chuyện là sự thấu hiểu giữa thế hệ với nhau. Có một cái khoảng cách thế hệ rất là lớn giữa bạn với gia đình bạn hoặc là với anh chị em trong nhà. Và ở đây không phải là gia đình bạn không quan tâm, không yêu thương bạn, mà là không hiểu. Không hiểu ở đây không phải đến từ góc độ từ gia đình bạn không, mà là không hiểu đến từ góc độ cả hai bên luôn. Tức nghĩa là bạn không hiểu được cách nhìn của ba mẹ bạn, của anh chị bạn, và cả những người kia cũng không hiểu được. Nhưng không hiểu ở đây không đồng nghĩa là họ không quan tâm nha. Những người này rất là quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Chỉ có vấn đề nằm ở chỗ đó là không có giải bài, không có nói ra được, không có diễn tả ra được, không có làm hết được. Chỉ âm thầm theo dõi, âm thầm quan tâm, và luôn luôn có một cái gọi là two way ticket, nghĩa là một cái vé khứ hồi. Và bạn luôn luôn có một cái sự một cái chỗ đứng trong lòng của người này, hoặc là trong lòng của ba má anh chị của các bạn, bởi vì họ nói là nếu giống như nếu mệt mỏi quá thì về đây, kiểu giống vậy. Với lại mình cũng cảm giác là trong cái tụ bài này nè, cái năng lượng nó hơi bị nó có quá nhiều sự oán trách, có quá nhiều sự 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 bế tắc, hoặc là một cái gì đó nó mang mang tính dồn nén hơi bị nhiều. Mình cảm giác bị nén lại, mình cảm giác bị ngợp, mình cảm giác bị khó thở luôn á. Mình cảm giác có nhiều thứ không nói được, không bày tỏ ra được, không không có bộc lộ ra được, và nó bị chắn ngang cái họng á, kiểu giống vậy. Thành ra nếu thật sự mà cái điều mà người này chưa nói với bạn thì thật sự mình nghĩ khả năng cao là họ không nói luôn, hoặc là họ sẽ không bao giờ nói. Bởi vì đối với họ chuyện bạn biết hay không, không không họ không bao giờ muốn nói, họ không bao giờ muốn đề cập tới, họ cũng không bao giờ sẽ nói ra. Bởi vì đối với họ nói ra cũng vậy, nói ra cũng như không, hoặc là nói ra cũng không được gì. Tất cả họ chỉ muốn dồn nén để trong bụng và để đó luôn. Còn bạn biết hay không đó là chuyện của bạn, và họ cũng chả bao giờ quan tâm tới việc là bạn có bao giờ nhận ra hay không. Chỉ có cái điều duy nhất đó mà họ mong đợi đó là đến một, có một cái điều duy nhất đó là người này luôn luôn ở đó chờ bạn, hoặc là vì một cái lý do nào đó họ sẽ ở đó. Còn cái việc mà bạn có quay trở về hay không, đôi khi họ đối với họ có hay không nó cũng vậy, nó họ không có họ họ không biết được cái câu chuyện nó sẽ đi đâu về đâu. Chỉ là họ nói là tôi vẫn đứng đi chờ, còn bạn có quay trở về hay không thì tôi cũng không biết, bạn có quay trở về kịp hay không tôi cũng không biết. Và nếu có một lúc nào đó mà tôi đã ra đi rồi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, bởi vì giống như cơ hội chỉ đến một lần.